Mỗi ngày thấy con vui cười rạng rỡ đến trường, mẹ thêm tin lựa chọn của mình là đúng. Mẹ biết con chẳng phải thần đồng, nên chiến công dù nhỏ cũng đáng được trân trọng. Những khả năng vừa chớm cần sớm được nhận ra. Mẹ chọn VAS, nơi mọi cố gắng của con sẽ luôn được khuyến khích. Mọi nỗ lực sẽ luôn được công nhận và con có thể tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân từng ngày.
Chào mừng quý phụ huynh đến với series VAS EdTalk. Tôi là Uyên Thu. Thu rất vui được gặp lại quý phụ huynh cùng chuỗi sự kiện VAS EdTalk. Cảm ơn quý phụ huynh và các khách mời đã dành thời gian tham dự buổi workshop do VAS tổ chức ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình, Uyên Thu xin phép được chia sẻ một lần nữa với quý phụ huynh và các anh chị tham gia buổi workshop ngày hôm nay để mọi người có thể hiểu được VAS EdTalk là gì. VAS EdTalk là diễn đàn trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm giữa các phụ huynh đã hoặc đang có con đang theo học tại VAS về kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau dưới lăng kính giáo dục. Hy vọng những buổi workshop có thể giúp quý phụ huynh có thêm thông tin cũng như những kiến thức hữu ích để định hướng, chăm sóc và tương tác với các con, giúp trẻ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình. Ngoài ra, trong suốt chương trình, nếu quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể gửi vào phần hỏi và đáp ở thanh công cụ để đặt câu hỏi. Cuối chương trình, diễn giả sẽ giải đáp các câu hỏi của quý phụ huynh. Với chủ đề chăm sóc sức khỏe gia đình mùa COVID-19, những điều nên và không nên, VAS hân hạnh mời đến chương trình Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Giám đốc Y khoa Pharmacity, giảng viên bộ môn miễn dịch sinh lý bệnh, Phó trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời cũng là phụ huynh của VAS cơ sở Sala. Đại diện VAS, cô Phạm Thị Thanh Hà, giám đốc điều hành cụm cơ sở VAS 3 tháng 2 và Hoàng Văn Thụ. Xin chào bác sĩ Hiền Minh, chào chị Thanh Hà. Đầu tiên xin mời chị Thanh Hà giới thiệu trước một chút về mình cùng với quý vị phụ huynh nhé. Cảm ơn cô Uyên Thu. Xin kính chào quý vị phụ huynh và các anh chị. Tôi là Thanh Hà, giám đốc điều hành cụm cơ sở 3 tháng 2 và Hoàng Văn Thụ. Với gần 10 năm gắn bó cùng VS cũng như là hai cơ sở này, tôi là người đồng hành trực tiếp cùng đội ngũ thầy cô giáo ở trường cũng như tất cả các cô chú nhân viên trong nhà trường với các công tác giảng dạy, chăm sóc học sinh. Với cái mùa dịch bệnh như thế này, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh được nhà trường chú trọng hơn bao giờ hết. Cảm ơn quý phụ huynh, các anh chị đã dành thời gian trong buổi sáng thứ Bảy ngày hôm nay để tham gia chương trình này của nhà trường. Cảm ơn bác sĩ Hiền Minh và cũng là phụ huynh của VES đã dành thời gian để trực tiếp chia sẻ đến với các bậc phụ huynh và các anh chị trong buổi sáng thứ Bảy ngày hôm nay. Cảm ơn chị Hà. Tiếp theo xin mời thạc sĩ bác sĩ Hiền Minh giới thiệu đôi chút về mình cùng quý khán giả ạ. Xin kính chào quý vị phụ huynh, xin kính chào các thầy cô giáo của trường VES ngày hôm nay. Rất hân hạnh cho bác sĩ Hiền Minh được mời ngày hôm nay đến cuộc workshop để chia sẻ với lại quý vị phụ huynh về nội dung chăm sóc sức khỏe gia đình mùa COVID-19, những điều nên và không nên. Hy vọng rằng buổi họp workshop ngày hôm nay của nhà trường sẽ tạo cột cầu nối rất là thân mật cho chúng ta để có thể trao đổi những thông tin cần thiết trong việc chăm sóc con trong thời gian hiện nay. Cảm ơn bác sĩ Hiền Minh và chị Thanh Hà. Mong là những chia sẻ của các chị trong buổi workshop sẽ hữu ích với quý phụ huynh tham gia trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý phụ huynh, đại dịch COVID-19 đã thực sự thay đổi rất nhiều thứ và đang dần hình thành những thói quen cũng như những nếp sống mới cho chúng ta. Việc chăm sóc sức khỏe cũng là một trong những điều đó, đúng không ạ? Hiện tại thì dịch vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, nhờ vào vaccine mà những triệu chứng nguy hiểm đã được giảm bớt. Chúng ta vẫn chưa thể chủ quan mà vẫn rất cần phải cẩn thận. Thấu hiểu được điều đó, VAS đã tổ chức buổi workshop ngày hôm nay để có thể cùng với bác sĩ Hiền Minh giải đáp về những điều nên và không nên khi chăm sóc sức khỏe gia đình trong thời gian này. Và sau đây sẽ là phần trình bày của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hiền Minh. Xin mời bác sĩ. Vâng. Xin cảm ơn cô. Phần bày của bác sĩ Hiền Minh hôm nay sẽ gồm những nội dung sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho con, gia đình trong đại dịch COVID-19 như thế nào. Và một thứ hai là điều mà tất cả phụ huynh chúng ta đang rất là quan tâm là trong chương trình tiêm chủng sắp tới của trẻ em tại Việt Nam là sẽ độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Có điều gì nên và không nên mà chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau. Và cuối cùng, một mùa hè của an toàn cũng sẽ đến. Thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người chị thông tin để các linh chúng ta có một mùa hè thật là vui. Như chúng ta biết thì đại dịch COVID-19 trong năm 2020-2021 vừa qua thật sự là một điều áp lực rất là lớn, không chỉ lên bản thân mỗi phụ huynh và gia đình chúng ta mà còn lên toàn xã hội. Đó là lý do mà khi mà chúng ta đã quay lại cuộc sống bình thường mới thì chúng ta sẽ có những mối quan tâm làm cách nào để chăm sóc gia đình tốt nhất. Thì về sức khỏe theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội, không phải chỉ
bao gồm tình trạng không có bệnh hay thương tật. Có nghĩa rằng không phải là chúng ta không có bệnh COVID-19 hay có bệnh mãn tính gì hiện nay đi kèm, mà việc sức khỏe tinh thần của chúng ta cũng là một điều rất là được quan tâm. Và đại dịch COVID-19 thì đã làm thay đổi đáng kể những thói quen hàng ngày của con em mình ở nhà. Ví dụ như là bọn trẻ đã phải học tập trực tuyến, giảm những cái thời gian hoạt động ngoài trời. Và ngoài ra thì con không có được giao tiếp trực tiếp với lại thầy cô, bạn bè cũng như là hàng xóm trong một thời gian dài, thiếu những tương tác xã hội. Và chúng ta biết là có những bé thì còn là F0 nữa, con trực tiếp mắc COVID-19. Thì trong giai đoạn trước đây thì con phải đưa vào những bệnh viện hoặc những khu cách ly. Thì chúng ta biết rằng việc cách ly gia đình trong một thời gian dài như vậy thì con chưa có đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, kiểm soát thì nó cũng là điều khó khăn với con. Và hiện nay thì con cũng có thể cách ly ở nhà rồi, nhưng mà những cái điều thay đổi về sức khỏe cũng như là cái giao tiếp hàng ngày trong gia đình cũng rất là khó cho con. Và đặc biệt thì có những gia đình thì chúng ta phải trải qua những mất mát trong đại dịch COVID-19 vừa qua thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của con nữa. Và bản thân mỗi người làm cha làm mẹ chúng ta thì chúng ta cũng có những sự thay đổi rất là lớn trong thời gian vừa qua. Có thể là cha mẹ đã phải thay đổi những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, những áp lực kinh tế, những cái điều này cũng đã tác động lên rất là nhiều về cái hành vi nuôi dạy con cái của chúng ta trong thời gian gần đây. Vậy thì chúng ta tìm hiểu về con trẻ như thế nào? Những ngày vừa qua thì chúng ta có rất là nhiều thông tin về những cái áp lực lên trẻ con trong việc học cũng như là đối mặt với đại dịch COVID-19. Con có thể là sợ hãi hoặc là lo lắng quá mức. Các bạn sẽ thấy là con có một thời gian buồn bã, mất hứng thú với bạn bè, hoặc là những hoạt động yêu thích trước đây của con không còn thích nữa. Con giảm những hoạt động thể chất, thể dục, thể thao. Con có những cái rối loạn hành vi mà chúng ta có thể nhận thấy, ví dụ như là con dễ cáu kỉnh hơn. Một số bạn thì hung hăng hơn, mất kiểm soát, hoặc là quá hiếu động, hoặc ngược lại thì có một số bạn lại thu mình lại. Con có những cái rối loạn về giấc ngủ, có thể là ngủ ít nè, khó ngủ, hoặc là những bạn thì lại ngủ quá nhiều, nhưng mà giấc ngủ thì gặp những cái ác mộng. Con gia tăng những cái hành vi chống đối, gây rối, ví dụ một số bạn thì không chịu đeo khẩu trang, không bị khoảng cách nơi đông người, hoặc là thậm chí trốn học hay bỏ học. Một số bé thì ăn mất ngon hoặc ăn quá nhiều, thay đổi đột ngột về cân nặng. Ngoài ra có những bạn sẽ thường xuyên than phiền với chúng ta là con thường xuyên đau đầu hoặc là đau bụng nè, và cuối cùng cái hậu quả đó là con sẽ khó tập trung và kết quả học tập giảm sút. Và những điều này chắc chắn là phụ huynh đang rất là lo lắng. Vậy thì chúng ta có thể giúp con vượt qua cái giai đoạn khó khăn này như thế nào? Chắc chắn rằng đại dịch COVID-19 thì không thể kết thúc một sớm một chiều, mặc dù thì cái độ bao phủ của vaccine đã rất là tốt ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, nhưng những cái sợ hãi lo lắng về COVID-19 không chỉ tác động với người lớn mà với bọn trẻ con nữa. Ba mẹ nên chủ động trò chuyện với con về COVID-19, cho con thấy được cái tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn này như thế nào. Bạn và con có thể trao đổi với nhau về những triệu chứng của bệnh nè, nói với con rằng đối với là trẻ em á, thì việc bị nhiễm COVID-19 thì thật ra nó cũng giống như triệu chứng lạnh thôi, hay là những triệu chứng cảm cúm thông thường. Vì vậy con không có cần phải sợ hãi quá mức vào điều này. Và nếu có bất kỳ điều gì mà làm con thấy không khỏe nè, khó chịu trong người, thì ngay lập tức hãy thông báo cho ba mẹ. Hoặc là thậm chí nếu con có lo lắng gì về virus thì hãy báo cho ba mẹ để ba mẹ giúp đỡ. Và mọi người có biết là trong năm 2020 thì cái đây cũng đã lâu rồi, thì lúc đó COVID-19 thì còn rất là mới. Và lúc đó để giải thích cho hai bé ở trong nhà của mình thì mình có làm một cái video clip ngắn để giải thích cho con dễ hiểu, thì cũng chia sẻ với lại phụ huynh ngày hôm nay về video clip ngắn này.
Alo, cái video clip này thì cũng làm lâu rồi và do mình tự làm nên mọi người cũng có thể xem được cái video clip chuyên nghiệp hơn ở trên mạng xã hội, hoặc là các ba mẹ có thể tự làm được cái video clip khác phù hợp cho các con của mình ha. Không quá. Slide. Và đặc biệt đó là đối với những thông tin mà trên mạng truyền thông về dịch bệnh đó, thì chúng ta biết là không phải lúc nào thì chúng ta có đầy đủ những thông tin cho các bé, và thậm chí các con có thể dùng rất là nhiều thông tin khác nhau và nó không chính xác và gây hoang mang. Thì tốt nhất đó là ba mẹ cũng nên giải thích cho con là một số thông tin trên mạng đó thì chúng ta nên cập nhật những trang web uy tín, những tờ báo lớn. Ví dụ như trên thế giới thì có UNICEF này, Tổ chức Y tế Thế giới, CDC Hoa Kỳ hoặc là CDC Việt Nam, những trang web của Bộ Y tế Việt Nam, hoặc là tờ báo ta có thể tin tưởng là cơ quan chính thức về mặt ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam, đó là báo Sức khỏe và Đời sống ha. Đây là những nguồn thông tin đáng tin cậy mà chúng ta có thể cập nhật và trao đổi với con để những thông tin được chính xác hơn. Và mọi người cũng nên chia sẻ với con rằng tất cả mọi người đều có quyền được hưởng sự an toàn tại trong gia đình cũng như là đến trường học, thì chúng ta sẽ nên cùng nhau chung tay để chấm dứt dịch COVID-19 bằng việc tuân thủ những cái biện pháp an toàn ở trường học. Ba mẹ cũng nên giải thích cho con về việc tiêm vaccine, tại vì trong khoảng thời gian sắp tới thì con được tiêm vaccine thì con có thể có những cái hoang mang lo lắng. Mình cũng nên trao đổi với con, vaccine là công cụ hữu hiệu nhất và cũng là đơn giản nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19. Về những sinh hoạt hàng ngày của con ở trường hoặc là những vấn đề áp lực về học tập, thì chúng ta biết rằng việc trấn an tinh thần cho con là một điều rất là quan trọng. Thật ra thì ngày hôm nay chúng ta có buổi trao đổi ngày hôm nay thì chắc là tối hôm qua, ngày hôm qua hoặc sáng hôm nay không ít nhiều phụ huynh cũng đã biết một thông tin rất là buồn, đáng tiếc về một bạn phụ huynh chịu rất là nhiều áp lực về học tập và đã có một cái hành động rất là thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên đó thì nỗi đau còn lại của người làm cha làm mẹ cũng sẽ là một bài học cho chúng ta để hiểu rằng việc trấn an tinh thần kịp thời cho con thật sự rất là quan trọng. Trẻ em đôi khi thậm chí là trẻ vị thành niên rồi, đôi khi bạn đó không nhận thức được sự khác biệt giữa những hình ảnh trên mạng, tivi với thực tế xung quanh, nên rất là dễ tin rằng những hình ảnh thông tin tiêu cực đó là những cái vấn đề rất là nguy hiểm và rất là lo lắng, hoang mang. Ba mẹ hãy thường xuyên giúp con đối mặt với những cái cảm xúc khủng hoảng đó. Chúng ta không có trốn chạy, nhưng chúng ta ở bên cạnh con để cùng con đối mặt, và những cái khủng hoảng lo lắng của con đó cần được ba mẹ tạo điều kiện để có thể giãn bớt ra, giúp con có thể vui chơi thư giãn tốt hơn. Hãy làm sao cho con vẫn được giữ được những cái thói quen lịch trình sinh hoạt lành mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Ví dụ như con vẫn được ăn đủ chất nè, ngủ đúng giờ nè, tập thể dục thể thao. Nếu mà con vô tình là bị F0 thì bạn cần giải thích cho con rằng việc con cách ly ở nhà hay ở bệnh viện, điều đó là bảo đảm sức khỏe cho con, sự an toàn cho con, cho bản thân con cũng như là bạn bè ở trường. Thì những cái vấn đề này phụ huynh cũng nên cùng con chia sẻ. Việc một số thông tin là trẻ bị F0 thì có thể bị kỳ thị ở trường thì chúng ta cũng xem xét trao đổi trực tiếp với nhà trường xem có việc bị kỳ thị phân biệt ở trẻ khi đến trường hay không với những bạn bị F0, vì điều này ảnh hưởng rất là lớn đến cảm xúc của trẻ. Điều quan trọng rằng mình cũng nên kiểm tra xem là con có đang bị bắt nạt hay không, hoặc con có đang có những hành vi bắt nạt những người bạn mà đang có bị bệnh hay không. Việc tìm kiếm người giúp đỡ là một điều rất là quan trọng. Chúng ta có thể thấy rằng không hẳn là bọn trẻ sẽ trao đổi với chúng ta nhiều thứ, nhưng mà nếu mà mình chỉ cần nói với con là có bất kỳ điều gì con lo lắng, có bất kỳ điều gì con đang lo sợ thì ba mẹ vẫn ở đây, hoặc là có thể một người thân nào đó, hoặc là một cô giáo nào đó, thầy giáo mà con tin tưởng, hãy khẳng định với trẻ rằng bố mẹ luôn quan tâm, lắng nghe và luôn luôn bên cạnh mỗi khi trẻ cần. Bạn hãy chia sẻ những câu chuyện này với những người thân và có đánh giá đúng mức về cái tầm quan trọng của việc lo lắng của trẻ với nhân viên y tế nè. Nói rằng với lại con là tất cả mọi người đang rất là nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng. Khi trẻ biết rằng là có rất là nhiều người lớn đang giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động tử tế và rộng lượng ở trong xã hội, thì đây sẽ là nguồn động viên và trấn an tinh thần rất là lớn đối với trẻ.
Và cuối cùng thì chúng ta nên nhớ rằng mặc dù hệ miễn dịch của trẻ vẫn đang dần được phát triển và ổn định thì cái hệ thống miễn dịch nó cũng có rất là nhiều biến đổi trong giai đoạn dịch COVID-19, đặc biệt đối với những trẻ mà đang có mang những cái bệnh lý nền mãn tính hay là bệnh lý bẩm sinh. Thì chúng ta biết rằng hệ thống miễn dịch có thể nhận ra hàng triệu kháng nguyên khác nhau. Kháng nguyên có nghĩa là những yếu tố lạ xâm nhập vào cơ thể, và hệ miễn dịch của chúng ta tạo ra những cái phản ứng cần thiết để loại bỏ những kháng nguyên này. Và khi một người có sức khỏe bình thường, hệ miễn dịch nó hoạt động tốt, thì hệ thống phòng thủ này có thể là ngăn chặn cái vấn đề nguy hiểm tới sức khỏe từ những điều rất là nhỏ nhặt như là những bệnh cảm lạnh thông thường cho đến những bệnh lý lớn hơn, ví dụ như là ung thư. Vậy thì cụ thể hệ miễn dịch của chúng ta cần được hỗ trợ bởi gì? Đó là một chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì đủ nước, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, và đặc biệt là chúng ta sẽ kiểm soát mức độ căng thẳng. Mình muốn trao đổi với phụ huynh một số cái sản phẩm mà chúng ta có thể cho con bổ sung dùng thường xuyên ở nhà. Vitamin C là cái vitamin mà mọi người rất là thường sử dụng rồi. Tuy nhiên có một số khoáng chất cũng như là vi chất mà chúng ta sẽ bỏ quên trong cái tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Thứ nhất đó là kẽm ha mọi người ha. Đồ ăn thức uống của mình á, thì hiện nay có lẽ là không có đủ cái lượng kẽm hàng ngày, và kẽm là một cái gọi là cái vi chất rất là quan trọng cho cái việc hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động tốt. Thứ hai nữa, khi con đang phát triển thì con cần có vitamin D3 và K2. Bạn có cho con uống sữa nhiều như thế nào nhưng mà không có đủ lượng D3 hay K2 thì con cũng sẽ không cao lớn và hệ miễn dịch của con cũng sẽ kém. Tiếp theo nữa là trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày, có một số bé sẽ rất là đầy bụng khó tiêu, và khi con đầy bụng khó tiêu thì cái việc hấp thu dinh dưỡng năng lượng của con kém thì hệ miễn dịch của con cũng không được ổn định, thì con nên được bổ sung những cái men tiêu hóa ha. Và cuối cùng, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hiện nay thì phụ huynh nên bỏ vào trong giỏ con khi đi ra ngoài đường hoặc khi đến trường là một chai xịt mũi. Đối với biến thể Omicron hiện nay của COVID-19 ấy, thì là một cái biến thể mà thường nằm ở trên đường hô hấp trên, có nghĩa là vùng mũi cũng như là vùng hầu họng của trẻ. Nếu thường xuyên cho con xịt mũi hoặc là con súc họng thường xuyên thì ít nhất là chúng ta đã ngăn cản được cái lượng virus xâm nhập sâu hơn vào trong cơ thể. Và thứ hai mà mình muốn chia sẻ với quý vị phụ huynh hôm nay đó là điều mà chúng ta đang rất là quan tâm về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đó là vaccine COVID-19. Đến khoảng tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế sẽ bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine COVID-19 rộng khắp các tỉnh thành, và hy vọng rằng việc tiêm vaccine COVID-19 này sẽ được tiến hành rất là thành công ở các trường học cũng như các địa phương. Thì vaccine này của chúng ta, cái nguồn vaccine là được hiện nay là sắp được nhận, nó là của chính phủ Australia, chính phủ Úc tài trợ và cam kết tài trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều, bao gồm cả vaccine Pfizer và Moderna, và triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Mọi người lưu ý trong giai đoạn sắp tới thì con sẽ được tiêm cả vừa vaccine Pfizer vừa vaccine Moderna. Đợt một thì chúng ta sẽ nhận khoảng 9,7 triệu liều bao gồm cả vaccine Pfizer và Moderna, và hạn sử dụng của cái vaccine này là đến tới tháng 7 năm 2022, và vì vậy phụ huynh an tâm cho con tiêm. Đợt hai thì khoảng 4 triệu liều vaccine cũng được tiếp tục tiếp nhận tại Việt Nam. Và chắc chắn là trước khi những vaccine được đến tay phụ huynh và nhà trường để tiêm cho con thì các vaccine sẽ đều được kiểm định về chất lượng an toàn và chuyển đến các địa phương theo những quy trình bảo quản lạnh rất là nghiêm ngặt, và các nguồn tài chợ khác cũng được chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục trao đổi để đảm bảo rằng chúng ta có khoảng 8 đến 10 triệu liều, có nghĩa là tất cả trẻ em từ 5 tới 11 tuổi sẽ tiêm chủng đủ 2 liều cơ bản vaccine COVID-19. Và hiện nay việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 sẽ được liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương cũng như nhà trường. Nếu con đi học thì con sẽ được tiêm vaccine ở trường. Nếu những bé nào không đi học thì sẽ tiêm vaccine tại những cơ sở tiêm chủng tại địa phương. Và nếu những bé có những bệnh lý bệnh mãn tính hoặc những vấn đề không thể tiêm ở ngoài cộng đồng thì con sẽ được tiêm tại những bệnh viện nhi đồng. Chúng ta sẽ thắc mắc rằng nếu mà tiêm vaccine cho con thì tôi có được thông báo gì hay không? Chắc chắn là có. Trên màn hình của chúng ta đó là một cái mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19 cho con. Và cha mẹ người giám hộ sẽ được biết rằng ngày hôm nay con được tiêm vaccine COVID-19, và nhà trường cũng như là bác sĩ tiêm chủng sẽ hỏi phụ huynh về cái việc đồng ý này. Thì trên cái phiếu đồng ý này chúng ta sẽ thấy Bộ Y tế đưa rõ những thông tin cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu. Ví dụ như tiêm chủng vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả
Tuy nhiên, vaccine COVID-19 có thể không phòng bệnh được hoàn toàn. Người được tiêm chủng đủ liều có thể phòng được bệnh cũng như là giảm mức độ nặng nếu mắc bệnh. Và sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì việc cần thực hiện đầy đủ thông điệp 5K chống dịch COVID. Và Bộ Y tế cũng đưa những cái vấn đề sau tiêm cho phụ huynh tiếp cận, ví dụ như con có thể phản ứng nhẹ như sưng, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ, nhưng mà vẫn có thể là những tai biến nặng sau tiêm chủng. Tuy nhiên, những phản ứng này rất rất hiếm, và nếu những biện pháp cấp cứu kịp thời thì hoàn toàn không để lại di chứng gì cho trẻ hết. Và phụ huynh sẽ ký giấy đồng ý tiêm chủng cho con sau khi được bác sĩ tư vấn những vấn đề này. Bởi vậy phụ huynh an tâm là không có chuyện là ngày hôm nay con tôi tiêm vaccine mà tôi không hề hay biết gì hết, tại vì phải có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc là người giám hộ thì mới tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho con tại trường học. Vậy thì khi mà bác sĩ chuẩn bị khám và tiêm vaccine cho con thì những nội dung nào sẽ được kiểm tra? Thì ở trên màn hình của chúng ta là những cái bảng kiểm khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ. Thì chúng ta thấy sẽ bao gồm cái việc là xem xét con có bị phản vệ hay là những cái phản ứng nặng với những lần tiêm vaccine trước hay không, con có đang mắc bệnh cấp tính hay mãn tính gì, con có tiền sử dị ứng gì hay không. Bác sĩ sẽ kiểm tra xem con có những bệnh lý bẩm sinh, những bệnh lý ảnh hưởng đến các hệ cơ quan khác như tim, phổi, hoặc là con có những cái chống chỉ định gì khác mà chúng ta không được phép tiêm vaccine COVID-19. Sau đó thì bác sĩ sẽ nghe tim phổi của con và mới tiến hành tiêm vaccine cho con. Và một số bé thì sẽ được tiêm vaccine tại trường học. Và nếu mà những tình trạng mà con có những vấn đề bất thường gì thì con sẽ được tiêm vaccine tại bệnh viện. Và câu hỏi của rất là nhiều phụ huynh sẽ đặt ra không chỉ với lại mình trong khoảng thời gian vừa qua khi tiếp cận với nhiều phụ huynh về việc tiêm vaccine COVID-19 cho con, mà còn liên quan tới việc là phụ huynh đọc rất là nhiều thông tin về việc là có nên tiêm vaccine COVID-19 cho con hay không. Thì thật sự thì cũng chia sẻ với phụ huynh rằng báo chí những thời gian gần đây đưa chúng ta những thông tin là có những cái biến thể mới có nguy hiểm hơn đối với trẻ, và đặc biệt số ca mắc COVID-19 không chỉ tăng lên ở trên thế giới mà còn ở Việt Nam. Ví dụ như thông tin về số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục tại Mỹ, tại thành phố Hồ Chí Minh là trong khoảng thời gian vừa qua đã tăng gấp 3 lần từ khoảng đoạn cuối tháng 3 so với những tuần trước. Và đặc biệt thì những nghiên cứu mới về tỷ lệ trẻ em mắc di chứng hậu COVID-19 cũng đã có những thông tin này. Đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy rằng cái việc suy nghĩ của chúng ta về việc là COVID-19 không có gây nguy hại cho trẻ em đâu và không phải là nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm chủng thì chúng ta cũng nên xem xét lại. Và đặc biệt một vấn đề đó là chính là cái miễn dịch cộng đồng. Miễn dịch cộng đồng chỉ được đặt ra khi một quốc gia hoặc một khu vực có tỷ lệ bao phủ vaccine cao. Và chúng ta biết rằng cái trẻ em, độ tuổi trẻ em và thanh thiếu niên ở ở trên thế giới thì lại chiếm đến 30% dân số thế giới. Vì vậy, chúng ta sẽ không ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, tại vì nếu mà trẻ em không được tiêm vaccine thì trẻ em lại trở thành một cái nguồn lây cho người khác ở trong cộng đồng. Ở Mỹ, một thống kê cho thấy là đến 12,8 triệu trẻ em đã bị mắc COVID-19 và gần 1.000 trẻ em nhập viện chữa trị tại bệnh viện trong một ngày. Đây là con số nhập viện ha mọi người ha. Nếu mà còn là những trẻ mà có triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà thì còn cao hơn nữa. CDC Hoa Kỳ thì cho thấy là cái biến chủng Omicron gây ra khiến số trẻ em và thanh thiếu niên nhập viện điều trị tăng gấp 4 lần so với biến chủng Delta. Rõ ràng Omicron thì những triệu chứng nhẹ hơn, nhưng nếu mà là đối với lại những trường hợp Delta thì thường đối với người lớn, nhưng mà đối với lại Omicron thường ở nhóm trẻ nhỏ. Ở tại Việt Nam thì sao? Tỷ lệ mắc COVID-19 dưới 18 tuổi là trẻ em tại Việt Nam đã được ghi nhận con số lên tới gần 20%, và số trường hợp mắc COVID-19 nhóm dưới 12 tuổi là nhóm hiện nay chưa được tiêm vaccine thì đang gia tăng. Trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 là khoảng 14%, và đến ngày sau cái khoảng thời gian này, những con số ghi nhận đã lên tới gần 25% số trẻ em dưới 12 tuổi mắc COVID-19. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và CDC cho thấy cuối tháng 2 năm 2022 thì số trẻ em mắc COVID-19 đã tăng lên gấp 3 lần so với những tuần trước. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là việc mà trẻ em mắc COVID-19 thì trở thành một cái vấn đề quan tâm là con có bị bệnh nặng như người lớn hay không, và con có những cái di chứng hậu COVID-19 gì hay không. Tại vì thường tiêm vaccine và việc không tiêm vaccine thì chúng ta thường đặt lên bàn cân,
nếu cái cán cân nào chúng ta thấy là chúng ta ưu tiên về cái gọi là cái nguy cơ và lợi ích thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm chủng cho trẻ. CDC Mỹ cho thấy rằng 4% trẻ em mắc COVID-19 có thể trở nặng và nguy kịch, đặc biệt nếu mà trẻ có những bệnh thêm những cái bệnh lý nền mãn tính, và nhận xét rằng COVID-19 gây ra tử vong cho trẻ cao hơn những cái bệnh truyền nhiễm khác mà chúng ta đã nghe nói, ví dụ như bệnh bại liệt, sởi hay bạch hầu. Đây là những bệnh đã có vaccine phòng bệnh. Trẻ vẫn bị tình trạng hậu COVID-19 từ nhẹ đến nặng, chứ không chỉ có người lớn mới bị. Người ta thấy rằng cứ 4 trẻ mắc COVID-19 thì có một trẻ sẽ bị di chứng hậu COVID-19. Thời gian bị hậu, bị di chứng này lên tới 3 tháng hoặc là lâu hơn. Nguy hiểm nhất là hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C, và cái hội chứng này sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan ở trong cơ thể của trẻ. Và đối với những cái dấu hiệu hậu COVID-19 thường gặp nhất ở trẻ, đó là những dấu hiệu về tâm thần kinh. Ví dụ như phụ huynh sẽ thấy con thường xuyên than mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ nè, đau đầu. Rất là nhiều trẻ sau khi bị COVID-19 xong nó đau đầu, thay đổi nhận thức, chóng mặt, hoặc là có những vấn đề về thăng bằng, con đi đứng không có vững nữa. Về tim mạch hoặc là hô hấp, các bạn sẽ thấy là con có khó thở nè, có một số trẻ là không tập thể dục được nhiều như trước nữa, những tình trạng đau và tức ngực, ho của con vẫn còn tiếp tục sau khi con đã khỏi bệnh, nhịp tim không có đều, những vấn đề liên quan tới da thường ở trẻ nhỏ, ví dụ như đổ mồ hôi nhiều nè, ngứa ngáy nè, rụng tóc, và những vấn đề tiêu hóa như đau bụng, táo bón, tiêu chảy, nôn, buồn nôn vẫn tiếp tục là những dấu hiệu theo trẻ cho dù những xét nghiệm của trẻ đã âm tính. Đó là lý do mà thật sự chúng ta nên cân nhắc về việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em. Hiện nay với độ tuổi 5 đến 11 tuổi thì Việt Nam không phải là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID này. Hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Những quốc gia gần chúng ta ở Nhật Bản, Philippines, Singapore hay Malaysia cũng đã chấp thuận sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, và những báo cáo đều cho thấy tính an toàn của vaccine đã được đảm bảo. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình của chúng ta đó là lọ vaccine Pfizer sẽ tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Lọ có cái nắp màu cam và hàm lượng kháng nguyên ở trong cái lọ này đối với một liều cho trẻ thì chỉ bằng 1/3 hàm lượng kháng nguyên với những trẻ trên 12 tuổi và người lớn mà thôi. Và cái này thì chúng ta có thể an tâm, với hàm lượng kháng nguyên thấp như vậy thì sẽ an toàn cho trẻ mà vẫn đảm bảo hiệu quả của vaccine. Và chắc chắn rằng phụ huynh cũng đã nghe rất là nhiều thông tin trên báo chí về việc rằng vaccine có thật sự hiệu quả cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi hay không. Vì tôi nghe nói rằng vaccine không có đạt được hiệu quả cao như đối với độ tuổi lớn hơn hoặc là đối với người lớn. Cái khung màu đỏ ở trên màn hình mà bác sĩ Hiền Minh đã khoanh cho mọi người thấy đó là hiệu quả của vaccine. Thì chúng ta thấy rằng đối với trẻ từ 5 tới 11 tuổi mà chúng ta so sánh với độ tuổi lớn hơn là từ 12 đến 15 tuổi thì chúng ta thấy là 12 đến 15 tuổi hiệu quả của vaccine có thể là 87% lên tới 93% tùy theo cái khoảng cách thời gian giữa hai mũi. Nhưng rõ ràng đối với độ tuổi 5 đến 11 thì chúng ta có thông tin là chỉ là khoảng 47% mà thôi. Đối với biến chủng Omicron thì hiệu quả của vaccine nó dao động trong khoảng từ 62-64%. Vậy thì chúng ta không thấy nó cao như là đối với tiêm vaccine COVID-19 ở người lớn về mặt hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta phải hình dung nó có hai vấn đề. Thứ nhất, ở đây là cái liều lượng kháng nguyên của bọn trẻ đã tiêm đã giảm 1/3 so với liều lượng của trẻ lớn hơn và người lớn. Cái liều lượng kháng nguyên này sẽ là một vấn đề được các nhà sản xuất vaccine sẽ cân nhắc trong một thời gian sắp tới, tại vì nó có thể làm giảm cái hiệu quả của vaccine. Tại vì một số vaccine, nếu các bạn đã từng đi tiêm vaccine phế cầu nè, hay vaccine cúm nè, thì mọi người sẽ thấy trẻ em mà khoảng 3 tuổi đi, với lại người lớn của chúng ta mà 30 tuổi rồi thì tiêm cùng một hàm lượng kháng nguyên, chứ chúng ta không có giảm cái hàm lượng gì đi hết. Nhưng mà đối với COVID-19 thì chúng ta đã giảm đến 1/3 hàm lượng kháng nguyên, thì đây có thể là điều là hiệu quả của vaccine nó giảm. Cái thứ hai nữa, hiệu quả vaccine hiện nay cũng không cao, là tại vì trong cộng đồng hiện nay cái tỷ lệ mà chúng ta tiêm cho trẻ nhỏ mới vừa triển khai từ 5 đến 11 tuổi ở một số quốc gia trên thế giới thì vẫn chưa có đạt hiệu quả cao như mong muốn. Đó là lý do cái mặt miễn dịch cộng đồng hiện nay vẫn còn gặp nhiều cản trở nếu mà chúng ta không thực hiện chiến dịch tiêm cho trẻ nhỏ đầy đủ. Về việc kéo dài của cái hiệu quả của vaccine thì trên màn hình của chúng ta những cái đường kẻ mà đứt rời á, là độ tuổi mà chúng ta đang quan tâm hiện nay, từ 5 tới 11 tuổi là những đường kẻ đứt rời.
và những đường kẻ liền là độ tuổi lớn hơn từ 12 đến 17 tuổi. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng hiệu quả kéo dài của vaccine đối với độ tuổi nhỏ nó cũng không kéo dài mà nó lại giảm nhanh hơn so với độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Thì đây cũng là một điều mà các nhà sản xuất vaccine cũng như các nhà nghiên cứu đang quan tâm, làm cách nào để kéo dài cái hiệu quả của vaccine này ra, hoặc là chúng ta có thể là phải tiêm vaccine COVID-19 hàng năm như là vaccine cúm hiện nay mà đang tiêm cho trẻ em. Và điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người về tính an toàn của vaccine. Một vaccine trước khi đưa ra thị trường á, thì tất cả các vaccine đó đều phải được thử nghiệm lâm sàng. Chúng ta không thể áp đặt một cái nghiên cứu thành công của người lớn về an toàn của người lớn để chúng ta áp đặt lên cái mô hình của trẻ nhỏ. Vì vậy, 400.000 trường hợp trẻ tiêm vaccine Pfizer trong nghiên cứu đã được xác nhận rằng không có một trường hợp nào sốc phản vệ xảy ra. Và nếu mà so sánh với những vaccine khác thường quy mà chúng ta đã tiêm cho trẻ trước đây, ví dụ như vaccine viêm não, vaccine sởi qua bị rubella, hay là vaccine ngừa human papilloma virus, vaccine dại, thì vaccine COVID-19 hiện dùng với bất lợi sau tiêm chủng thì đứng hàng thứ 5 trong những cái phản ứng sau tiêm so với những vaccine mà chúng ta đã tiêm trước đây cho trẻ em. Vậy thì tính an toàn của vaccine thì chúng ta có thể an tâm. Phụ huynh nên phối hợp với nhà trường về các bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng để chăm sóc sức khỏe con tốt nhất, cũng như để hướng dẫn theo dõi cho con, thì an toàn của vaccine thì vẫn được đặt lên hàng đầu hiện nay. Và cuối cùng, các bạn nhỏ đang bước vào một kỳ thi giữa học kỳ và sau đó là kỳ thi học kỳ 2. Và sau đó tất cả gia đình của chúng ta sẽ có một mùa hè. Và bằng cách nào mà chúng ta có thể có một mùa hè thật là an toàn và đảm bảo được là vẫn là chống dịch cho gia đình trong giai đoạn này, thì mình muốn chia sẻ với mọi người một số thông tin. Đầu tiên, mùa hè là mùa vui chơi, nhưng mà cũng sẽ là mùa mà có rất là nhiều bệnh mà trẻ sẽ thường gặp. Trên màn hình của chúng ta ở bên tay trái là cái mục những bệnh thường gặp ở trong mùa hè. Và những bệnh này thì có một số bệnh đã có vaccine phòng ngừa, ví dụ như viêm não Nhật Bản nè, bệnh thủy đậu nè, thì đã có vaccine phòng ngừa. Hoặc là đối với những vấn đề liên quan tới viêm đường hô hấp trên thì chúng ta sẽ thấy là có vaccine cúm nè, hoặc vaccine phòng bệnh do phế cầu nè. Thì phụ huynh nên xem lại về cuốn sổ tiêm chủng cho con. Nếu con chưa đi tiêm được vaccine này thì phụ huynh nên nhanh chóng đưa con đi tiêm. Những trường hợp ngộ độc thức ăn hay tiêu chảy cũng thường gặp trong mùa hè này, và chúng ta sẽ nên coi kỹ về cái an toàn thực phẩm khi cho trẻ khi đi chơi. Và đặc biệt có một nhóm bệnh mà chúng ta rất là thường bỏ sót. Hiện nay tay chân miệng và sốt xuất huyết đang quay trở lại. Mình cứ thấy con sốt ở nhà và mình test COVID-19, mình cứ suy nghĩ là hiện nay là COVID-19 giống như là một cái gì đó bao trùm hết mọi thứ, và giống như là mọi người không còn thấy một bệnh gì tồn tại nữa. COVID-19 thôi, thấy con sốt hay test COVID-19 âm tính thì an tâm. Nhưng mà thật ra tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng là hai bệnh trong mùa hè mà con rất là dễ thường gặp, và phụ huynh nên đưa con đi khám kịp thời. Thì cách phòng tránh thì chắc là để đề phòng ngộ độc thức ăn hay tiêu chảy thì chúng ta cho con ăn chín uống sôi, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ rau xanh và hoa quả. Việc này thì phụ huynh nên động viên con và cũng nhắc con là uống nhiều nước. Thời tiết mùa hè, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ thấy rất là nóng. Tránh cho con bị sốc nhiệt thì nhớ che chắn cho con cẩn thận, không có vừa đi ra ngoài nắng rồi chạy vào trong phòng máy lạnh liền. Ha, cho con uống rất là nhiều nước để bọn trẻ đổ mồ hôi thì vẫn được bổ sung nước và điện giải lại đầy đủ. Mình giữ nhà cửa sạch sẽ, nhớ diệt muỗi để bảo vệ con khỏi sốt xuất huyết. Tiêm phòng những vaccine, xem lại lịch sử tiêm chủng của con để đi tiêm cho đầy đủ. Và nếu con có những dấu hiệu gì nghi ngờ thì ba mẹ cũng nên đưa con đi khám chữa bệnh kịp thời. Về sốt xuất huyết á, thì rõ ràng thì hiện nay thì có rất là nhiều ca mà ghi nhận tại bệnh viện là con không bị COVID-19 xong vô toàn là xét nghiệm sốt xuất huyết. Tại vì những cái triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ, thì những triệu chứng ban đầu đó mọi người thấy nó sẽ y chang như là bị nhiễm COVID-19. Nhưng mà đối với COVID-19 thì chúng ta thấy những cái dấu hiệu rất là nổi bật, có nghĩa là có tình trạng là mất vị giác hay khứu giác, con có thể là ho, đau họng nhiều, nghẹt mũi, chảy nước mũi nhiều, thì khi đó thì mình nên nghĩ đến COVID-19. Nhưng nếu những triệu chứng nó liên quan tới là buồn nôn, nôn mửa nè, đặc biệt con có những cái chấm xuất huyết ở dưới da đó,
có thể thấy những cái chấm, thì khi đó những cái phát ban mẫn đỏ dưới da thì chúng ta nên nghi ngờ là sốt xuất huyết để đưa con đi xét nghiệm kịp thời ha. Thì đây là những cái vấn đề và những bệnh lý trong mùa hè mà phụ huynh nên chú ý theo dõi cho con thêm. Vậy thì về du lịch thì như thế nào? Chắc chắn là một mùa hè dài, chúng ta không thể nào mà đã 2 năm rồi, chắc chắn là từ 2020, 2021, thậm chí những dịp lễ Tết và mùa hè chúng ta đã phải trì hoãn việc đi chơi. Và mùa hè này là bọn trẻ con đã bắt đầu rất là háo hức muốn được đi chơi trở lại. Vậy thì điều đầu tiên phụ huynh nên lưu ý là khi mà mình đi du lịch đó, thì mình phải đảm bảo sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do chúng ta nên tuân thủ những cái biện pháp phòng dịch hiện nay vẫn đang được khuyến cáo. Bạn nên đi du lịch với những người thân mà đã được tiêm chủng vaccine COVID-19. Và mọi người nên nhớ là bạn tiêm vaccine xong á, thì phải ít nhất là một tháng sau thì vaccine mới có hiệu quả bảo vệ. Vì vậy nếu con, ví dụ trong tháng 4 con tiêm mũi đầu tiên, tháng 5 con tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai, thì đến khoảng là tháng 6 đến tháng 7 thì mình có thể đưa con đi du lịch rất là an toàn. Luôn mang theo khẩu trang khi đi ra ngoài, mang theo những cái dung dịch sát khuẩn tay nhanh và thường xuyên sử dụng nếu mà mình tiếp xúc các vật dụng nơi công cộng nè. Mình nên tránh xa những cái đám đông. Nếu được thì nên chọn những khu du lịch hoặc là khách sạn nào mà chúng ta sẽ thấy không có quá tập trung đông người. Và đặc biệt á, mình nên mang sẵn theo cái kit test nhanh để chúng ta thử. Nếu mà có nghi ngờ người thân nào trong gia đình của mình có bị COVID-19 khi đang đi du lịch, mình mang theo nhiệt kế và một số thuốc điều trị cơ bản cho những cái triệu chứng COVID-19 nhẹ. Tại vì có thể những khu du lịch của chúng ta nằm ở rất là xa thành phố và vì vậy thì có thể rất là khó tiếp cận những cái thuốc hoặc là những cái vật dụng để có thể thăm khám sức khỏe ban đầu. Rồi, về lựa chọn cách di chuyển khi đi du lịch thì dễ nhất là mình nên di chuyển bằng phương tiện cá nhân của mình. Nếu mình đi ở những nơi mà có xe của mình, nhà mình có thể có xe để có thể di chuyển thì chắc chắn là sẽ là an toàn nhất. Tại vì mọi người hình dung là không gian kín ở những cái xe hoặc là máy bay thì đó là một cái việc lây nhiễm COVID-19 rất là dễ. Nhưng nếu mà mình đi du lịch ở bằng máy bay á, thì bạn nên đi du lịch ở những nơi mà đi qua ít điểm dừng nhất có thể. Đừng có transit qua nhiều nơi, cứ mỗi lần transit là bạn mà tiếp cận với một nguồn bệnh mới, cái ổ bệnh mới ha. Trong suốt hành trình chuyến bay thì vẫn phải đeo khẩu trang nè, nước rửa tay cá nhân phải trang bị cho mình nè, và đặc biệt là không có trò chuyện với người lạ ngồi gần. Những cái phương tiện công cộng á, thì ví dụ như xe buýt, taxi hay là những cái du thuyền cano rất là đông người á, thì chúng ta nên hạn chế ha. Vậy vì việc tiếp xúc với nhiều người thì đều là cái nguồn nguy cơ lây nhiễm hết. Giống như Vinh vừa chia sẻ thì việc lựa chọn khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng rất là quan trọng. Chúng ta nên cập nhật thông tin từ cái địa phương. Có một số địa phương thì họ vẫn còn trong cái vùng nguy hiểm, thì chúng ta nên ưu tiên những khách sạn chưa từng có bệnh nhân COVID-19 lưu trú trong thời gian gần đây. Những khách sạn lớn họ có những cái biện pháp bảo vệ du khách rất là tốt, có dịch vụ vệ sinh khử khuẩn an toàn, đảm bảo môi trường sạch thông thoáng thì chúng ta nên tiếp cận với những khu vực này. Và đặc biệt khi mình đến khu du lịch đó thì mình nên liên lạc với quầy lễ tân để hỏi về dịch vụ y tế của khách sạn, nếu không thì phải hỏi được phòng khám bệnh hoặc là bệnh viện gần nhất với cái khách sạn mình đang ở, vì chúng ta không biết rằng có những sự cố ngoài ý muốn nào đó thì cái việc mà chúng ta có được một cái địa chỉ để chúng ta có thể đến cấp cứu kịp thời là rất quan trọng. Về ăn uống an toàn khi đi du lịch thì chúng ta biết rằng việc vệ sinh an toàn thực phẩm được nên ưu tiên hàng đầu. Tại vì nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng, một số bé thì có triệu chứng nôn, ói, đau bụng thì nó vẫn có thể là những triệu chứng ban đầu của COVID-19 và chúng ta rất là dễ nhầm lẫn với tình trạng rối loạn tiêu hóa hay là nhiễm trùng đường tiêu hóa. Mình nên tránh những cái quán ăn vỉa hè chật hẹp. Khi mà đi đến ăn những chỗ đó thì mình cũng nên xem khoảng cách giữa các bàn như thế nào. Chắc chắn rằng nhân viên phục vụ nhà hàng thì phải đeo khẩu trang hoặc là tấm che giọt bắn để không có ảnh hưởng tới lại khách hàng ngồi ăn. Và nếu được thì những nơi mình lưu trú sinh hoạt, nếu mà mình có thể nấu nướng tại chỗ thì nó chắc chắn là nó sẽ an toàn hơn là chúng ta đi ăn ở ngoài. Và phần trình bày của Minh vừa rồi về một mùa hè an toàn đã kết thúc phần chia sẻ của buổi workshop liên quan tới nội dung ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta đã đi qua ba vấn đề. Đầu tiên là liên quan với chăm sóc sức khỏe và tinh thần của trẻ, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Mục thứ hai là chúng ta quan tâm đến việc là 5 đến 11 tuổi trẻ được tiêm vaccine COVID-19 trong khoảng thời gian sắp tới, có những vấn đề gì mình lưu ý. Và cuối cùng thì mình đã chia sẻ với các gia đình về việc có một mùa hè an toàn như thế nào khi đi chơi du lịch mùa hè. Hy vọng rằng những
thông tin mà ngắn gọn mà mình chia sẻ với mọi người có thể giúp ích phần nào cho gia đình cũng như là các vị phụ huynh có những thông tin cần thiết. Cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích và thiết thực của bác sĩ Hiền Minh. Sau khi nghe những chia sẻ của bác sĩ Minh thì Thu cảm thấy rằng việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ mùa COVID-19 là một chuyện cũng không có phải là đơn giản ạ. Và không chỉ ở nhà bé mới được chăm sóc mà sẽ có những môi trường khác cần được quan tâm như ở trường học. Cho phép Thu đến với chị Thanh Hà, chị có thể chia sẻ VAS đã có những sự phối hợp nào giữa Cảm ơn cô Uyên Thu cũng như là các chia sẻ rất là quý báu từ bác sĩ Hiền Minh. Về phía nhà trường thì ở đây cái như cô Hà đã nói ngay từ lúc đầu, cái công tác chăm sóc sức khỏe của học sinh trong cái giai đoạn mùa dịch bệnh này được nhà trường quan tâm hơn bao giờ hết. Cái phần chăm sóc sức khỏe của học sinh dành cho học sinh nó sẽ đến từ hai mảng thể chất và tinh thần. Về mặt thể chất thì bình thường thì hàng năm nhà trường cũng luôn mời tất cả các thầy cô mà có kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn từ ở các viện khoa học này, hay các trung tâm y tế để tập huấn cho toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về các công tác như là phòng tránh tai nạn hay là bảo vệ mình trong các mùa dịch bệnh hay như là sơ cấp cứu hay là đuối nước, và đặc biệt trong cái năm học này khi mà dịch bệnh bùng phát các con có cái thời gian mà phải học online ở nhà rất là nhiều thì nhà trường còn mời luôn cả phụ huynh tham gia cùng với lại các cái buổi tập huấn như thế này cùng với đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường để đảm bảo cho các con trong thời gian dài ở nhà có thể có ba mẹ ở nhà hoặc không chỉ là người giám hộ thôi thì vẫn đảm bảo được cái sự an toàn cho các con. Đồng thời thì định kỳ hàng năm nhà trường cũng mời đội ngũ các bác sĩ từ các bệnh viện có uy tín như là Bệnh viện Nhi Đồng hay là Bệnh viện Hoàn Mỹ để tham vấn khám sức khỏe tổng quát cho tất cả các em học sinh. Nhà trường cũng đã, đây là một cái sự đồng hành tuyệt vời của các quý phụ huynh của nhà trường cũng giống như là bác sĩ Hiển Minh đây. Thì nhà trường cũng có các bậc phụ huynh cũng là các bác sĩ giỏi trong các lĩnh vực mắt này hay là các vấn đề chăm sóc sức khỏe thì các bác sĩ phụ huynh cũng đã đồng hành với nhà trường trong các cái buổi hội thảo chăm sóc và bảo vệ mắt sáng khỏe cho các con, bởi vì cái mùa dịch bệnh như thế này các con sẽ có rất là nhiều cái thời gian phải học online. Thậm chí khi bây giờ mà các con được trở lại trường rồi thì cũng vẫn đôi khi xảy ra tình huống là các con phải ở nhà để học online do phải cách ly. Thì các cái buổi hội thảo này có được rất là nhiều những kiến thức bổ ích và có những cái bài tập thể dục luyện mắt mà các bác sĩ phụ huynh hướng dẫn để cho các em và nhà trường khi thầy cô tham dự cùng thì đều thấy rất là vui vì các cái hướng dẫn đó được rất là nhiều bậc phụ huynh cùng hưởng ứng, cùng tập cơ mắt với các con thông qua màn hình các thầy cô có thể nhìn thấy, hay là những hội thảo mà chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong cái giai đoạn mắc COVID và các vấn đề hậu COVID cũng được nhà trường tổ chức để thêm đồng hành thêm cùng với phụ huynh thêm kiến thức để mà chăm sóc các con khi mà không may rơi vào tình huống các con nhiễm bệnh COVID. Về trong thời gian học online thì nhà trường cũng luôn chú trọng đảm bảo cái sức khỏe thể chất cho các con. Ví dụ như khi mà các con phải học online thì cũng sẽ có những giáo viên giáo dục thể chất hướng dẫn trực tiếp các con thông qua màn hình trực tuyến với các động tác thể dục, hoặc là làm các thầy cô sẽ ghi hình lại các động tác để mà gửi đến để cho các con thực hiện với các bước khởi động trong đầu giờ buổi sáng hay giữa các cái tiết chuyển tiết để tăng thêm cái sự vận động của các con. Và khi mà các con được trở lại trường thì luôn luôn có những cái tiết thể dục trực tiếp hay là các cái trò chơi thể thao mà vẫn giữ được cái khoảng cách đảm bảo cái an toàn để cho các con có thêm những cái khoảng thời gian được vận động ngoài trời, giúp cho các con tăng cường cái thể lực sức khỏe của mình. Và về vấn đề dinh dưỡng thì khi các con trở lại trường thì các con ăn ngày 3 bữa sáng, trưa, xế ở trường, cho nên các cái khẩu phần ăn của những các con ở trường cũng rất là được nhà trường quan tâm để đảm bảo một cái khẩu phần ăn đa dạng, cũng như ngày nào cũng phải có nước trái cây hay là salad rau xanh để cung cấp thêm cho các con cái vitamin để mà tăng cường cái sức đề kháng. Và tất cả những cái việc này đều có cái đội ngũ y tế cũng như là các cái nhân viên chuyên trách phụ trách giám sát
của nhà trường để đảm bảo cái khẩu phần ăn đạt theo cái yêu cầu mà nhà trường mong muốn. Và nhà trường thì cũng chủ động mở các lớp tập huấn cho giáo viên, nhân viên để nắm rõ các quy trình và xử lý kịp thời khi có các tình huống F0 xảy ra. Cũng như lời của bác sĩ Hiển Minh chia sẻ, thì khi mà nắm thật vững các cái quy trình xử lý như thế này, thì khi có một tình huống là một bạn nào đó trong lớp có thể bị mắc COVID, thì tất cả từ giáo viên chủ nhiệm hay là các cô chú nhân viên y tế trong trường sẽ có một cái sự phối hợp với nhau nhịp nhàng để mà kịp thời phân loại, kịp thời chẩn đoán để mà đưa ra những các bước xử lý một cách hợp lý, cũng như đảm bảo không sẽ không có cái sự kỳ thị những cái bạn nào mà trở thành F0 ở trường. Có những lớp học trong cái thời gian đầu khi các con mới trở lại trường, khi mà cô Hà trực tiếp lên với những lớp khi nhận được tin là có thể trong lớp có bạn mà có thể đã mắc bệnh COVID, thì khi mà cô Hà hỏi thì sẽ có những bạn: cô ơi, con đã từng mắc bệnh rồi, và con sẽ sẵn sàng đứng lên chia sẻ cái trải nghiệm của con trong những ngày mà con bị nhiễm bệnh. Đồng thời con còn hướng dẫn các bạn những cái bài tập hít thở để giúp cho các bạn tăng cường cái sức khỏe của phổi, phòng bệnh hoặc hay là vượt qua dịch bệnh trong cái mùa mà dịch bệnh đang hoành hành như thế này. Và nhà trường hay như là giáo viên chủ nhiệm thì luôn dành cái thời gian sinh hoạt dưới cờ hay là sinh hoạt lớp để giáo dục học sinh về sức khỏe, về sự thực hành an toàn, hay là rèn các cái kỹ năng để nếu như trong cái tình huống không may xảy ra thì các con cũng đã có được những cái sự hiểu biết, những cái kiến thức đến từ những cái nguồn thông tin khoa học, tránh cái sự hoang mang, lo lắng quá mức không cần thiết. Mình có những cái kiến thức khoa học, mình chuẩn bị theo những các hướng dẫn đúng của các bác sĩ chuyên ngành, và thực hành những các cái bài tập thể dục nhẹ nhàng hay là những cái động tác hít thở để mà có thể vượt qua được các cái dịch bệnh này. Thì trong nguy thì luôn có cơ, cho dù những cái tình huống mà không mong muốn có thể xảy ra, thì những cái việc mà đang xảy ra hay là khi mà các con không may nhiễm bệnh, thì đó cũng là các con sẽ có được thêm những cái trải nghiệm, tự trang bị được cho mình thêm những cái kỹ năng vượt qua được những cái khó khăn trong giai đoạn của cuộc sống, của cuộc đời mình. Các bạn kỹ thuật ơi, hình như thiếu một slide đúng không? Thực để cô Hạ tự nói phần bổ sung, còn một slide nói về cái mảng chăm sóc sức khỏe tinh thần của các con. Thì ở đây nhà trường thì luôn có các đội ngũ chuyên viên tâm lý luôn đồng hành cùng với lại phụ huynh và các em học sinh trong các giai đoạn mà các con còn chưa được trở lại trường, thì các cô chuyên viên tâm lý của trường cũng đã đồng hành tổ chức các cái buổi workshop để mà chia sẻ với phụ huynh, động viên tinh thần của phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị cho mình một cái tinh thần tốt nhất, cũng như các em học sinh để có được một cái tinh thần tốt nhất vượt qua mùa dịch bệnh và trước khi được trở lại trường, cũng như thời gian trở lại học ở tại trường, thì các con luôn luôn được nhận cái sự đồng hành trực tiếp từ chuyên viên tâm lý của nhà trường mỗi khi mà các con gặp các vấn đề khó khăn hay là những cái bất ổn về mặt tinh thần hay lo lắng sợ hãi, thì luôn có sự đồng hành của chuyên viên tâm lý cũng như là của các thầy cô giáo chủ nhiệm đã được tập huấn để đồng hành cùng các con, để các con không có những cái sự hoang mang, lo lắng. Và ngoài ra thì khi mà bản thân các con bị nhiễm COVID mà phải ở nhà thực hiện cách ly, thì các thầy cô luôn luôn kết nối với các con để tùy theo cái sức khỏe cho phép, các con có thể tham gia một phần hoặc toàn bộ những cái bài giảng, để các con vẫn luôn được kết nối với thầy cô, với các bạn bè ở trường, để các con không bị thêm cái lo lắng là con nghỉ nhiều như thế này con sẽ bị mất kiến thức, con sẽ không theo kịp các bạn, để cho con yên tâm để mà vượt qua những ngày mà con bị dịch bệnh hay là bị cách ly, để con thấy là mình luôn có thầy cô, luôn có các bạn bè cùng ở bên động viên cùng với con. Cô Hà xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người. Cảm ơn chị Thanh Hà. Cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích đến từ chị Thanh Hà và bác sĩ Hiền Minh vừa qua. Hiện tại thì Thu đang thấy có một vài câu hỏi ở phần hỏi và đáp ạ. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Hiền Minh, phụ huynh hỏi rằng hậu COVID ở trẻ có đáng lo ngại không? Và những biểu hiện để nhận biết được những di chứng của hậu COVID ở trẻ là gì? Xin mời bác sĩ Hiền Minh giải đáp thắc mắc này ạ. Bác sĩ Minh ơi, bác sĩ Minh mở mic ạ. Cảm ơn câu hỏi của phụ huynh. Rõ ràng thì chúng ta thấy rằng con mình bị COVID-19 thì chắc chắn là mình rất là lo. Vậy thì
mình cứ nghe cái chuyện hậu Covid-19 thì chúng ta phải hiểu ra cái chữ, cái khái niệm mà hậu Covid-19 đó thì chúng ta phải nghĩ rằng nó không phải là một cái giai đoạn sau, ngay sau khi mà con bị Covid-19 đâu ha mọi người ha. Nó thường phải là thời gian mà nếu mà hậu Covid mãn tính đó là phải từ 12 tuần kể từ khi con có triệu chứng mắc đầu tiên và có thể kéo dài tới 6 tháng, và đặc biệt á là con không có một cái bệnh lý gì khác kèm theo hết. Thì khi đó mình mới đổ lỗi cho chuyện hậu Covid-19 ha. Phụ huynh an tâm về vấn đề này. Về chuyện thứ hai nữa là hậu Covid-19 có thể xảy ra những trẻ nào, thì có thể xảy ra ở bất kỳ trẻ, kể những trẻ trước đó mà mắc Covid-19 mà không có triệu chứng luôn là con cũng có thể bị. Đương nhiên là nếu mà những trẻ trong giai đoạn bị Covid-19 mà có tình trạng nhập viện, những biến chứng nặng thì chắc chắn là hậu Covid-19 của con sẽ cái triệu chứng nó sẽ nhiều hơn. Những vấn đề hậu Covid-19 ở trẻ em thì Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ đã đưa ra một số thông tin về vấn đề hô hấp, thì có thể có những cái triệu chứng kéo dài về hô hấp như là ho, đau ngực và khó thở. Các triệu chứng này có thể kéo dài đến 3 tháng hoặc là lâu hơn luôn nữa. Về vấn đề tim mạch thì mình sẽ nghe nói nhiều về cái triệu chứng viêm cơ tim. Khi mà con thường than phiền là đau ngực nè, khó thở nè, nhịp tim của con không đều hoặc là con thường xuyên mệt mỏi. Về cảm giác về mùi và vị thì có khoảng 1/4 trẻ trong giai đoạn là khoảng 10 tuổi thì có thể là bị thay đổi mùi vị giác, khiến ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của con ha. Vấn đề thần kinh, đây là cái vấn đề mà tâm thần kinh thì chúng ta sẽ thường nghe nói nhiều nhất. Một số trẻ tự nhiên các mẹ sẽ thấy, ba mẹ sẽ thấy là con đãng trí hơn, con giảm khả năng chú ý, khó khăn hơn, đọc chậm hơn, khả năng viết cũng bị thay đổi, có thể xảy ra. Đặc biệt là nếu mà trẻ căng thẳng quá mà con không ngủ đủ giấc thì có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng này. Một số hiếm các trường hợp thì con có thể bất thường cả về ngôn ngữ, vận động luôn nữa. Về mệt mỏi thể chất thì có thể dễ mệt mỏi hơn sau khoảng thời gian dài. Thì các bạn thấy là virus tấn công có thể là trẻ biếng ăn trong khoảng thời gian đó. Thì sau khi mà con đã lành bệnh rồi thì con vẫn còn mệt mỏi nhiều, ngay cả khi những cái hoạt động về tim mạch hô hấp của con như bên trên nó vừa nói á, thì cũng làm cho con cũng cảm thấy luôn luôn cảm giác mệt mỏi trong người và khó khăn trong những hoạt động thể dục thể thao. Và đặc biệt đối với trẻ em thì có một cái bệnh mà đang rất là được nhiều y khoa đang ghi nhận, đó là hội chứng viêm đa hệ cơ quan ở trẻ em, mà chúng ta còn gọi là MIXI. Đây là một cái biến chứng hiếm gặp nhưng mà rất nặng ở trẻ về tình trạng hậu Covid-19, vì nguy cơ có thể dẫn tới tử vong, thường xảy ra từ 2 đến 6 tuần sau khi mắc Covid-19. Nó tổn thương đa cơ quan bao gồm cả tim, phổi, thận, não, da, mắt và các cơ quan vùng tiêu hóa đều có thể bị tổn thương. Vậy thì bằng cách nào chúng ta có thể nghi ngờ con bị MIXI để đưa đi khám kịp thời? Nếu con có những biểu hiện sốt kéo dài hơn 3 ngày kèm theo, thứ nhất, tổn thương da niêm mạc, phụ huynh sẽ thấy con nổi ban nè, đỏ mắt nè, môi lưỡi của con rất là đỏ, đỏ mà đỏ rực luôn á mọi người, như là quả dâu tây nè, có tình trạng phù nề bàn tay, bàn chân. Về rối loạn tiêu hóa thì con có tình trạng đau bụng, tiêu chảy, nôn. Con vấn đề liên quan tới tim mạch thì thấy con có thể mệt nè, xanh xao nè, môi nhợt, tân chân tay lạnh. Thì nếu con có những vấn đề đó thì phụ huynh nên đưa con đi khám ngay sau khi biết là con có tình trạng hậu Covid-19 và những cái triệu chứng như vừa kể. Thì cái vấn đề về viêm đa hệ cơ quan ở trẻ em MIXI là cái vấn đề nghiêm trọng nhất của hậu Covid-19. Vậy thì khi nào mà mình cần đưa trẻ đi khám? Thì thường hiện nay đối với vấn đề là khám hậu Covid-19 thì đang rất là hot, không chỉ có trẻ em với người lớn, nhưng đa phần với trẻ thì các bạn thấy là cái triệu chứng của trẻ khi mà mắc bệnh cũng như là cái hậu chứng hậu Covid-19 của trẻ thì nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều. Ngoài những cái triệu chứng của MIXI ra thì những vấn đề khác thì phụ huynh vẫn có thể đưa con đi khám những bác sĩ nhi khoa mà chúng ta đã thường đưa con đi khám, thì các bác sĩ đã có thể theo dõi và làm số xét nghiệm cần thiết để có thể là hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh thêm. Cảm ơn bác sĩ Hiền Minh. Và câu hỏi tiếp theo, phụ huynh cũng đặt câu hỏi với bác sĩ Minh ạ. Phụ huynh hỏi rằng chăm sóc con sau tiêm vaccine COVID-19 như thế nào? Xin mời bác sĩ giải đáp cho phụ huynh ạ.
Sau tiêm vaccine COVID-19 thì thứ nhất đó là thường con sẽ được tiêm ở trường. Thì mình cũng không biết rõ là sắp tới nhà trường sắp xếp như thế nào. Nhưng mà theo mình đó, thì nhà trường nên là cái ngày nào mà bé tiêm COVID-19, ví dụ con tiêm buổi sáng đó, thì buổi chiều đừng cho con ở trường học nữa. Cái này là mình thật sự chia sẻ và hy vọng rằng nhà trường sẽ áp dụng. Tại vì sẽ rất là khó khăn cho một cô giáo mà theo dõi 20 ca đang mới tiêm vaccine COVID-19. Trong khi nếu cho con về nhà thì mỗi phụ huynh có thể là cả ông, bà, người giúp việc, rồi ba, mẹ, rất là nhiều người theo dõi triệu chứng của trẻ. Thì chúng ta nên sắp xếp là cái ngày hoặc cái buổi sau khi tiêm vaccine COVID-19 xong thì chúng ta nên cho trẻ nghỉ học, không nên đến trường ngày hôm đó. Rồi một ý thứ hai nữa là bọn trẻ nó sẽ không có gọi là không có than phiền, cái là trẻ con nó mê chơi á, về nhà nó thể coi phim hoạt hình rồi rồi nó chơi game, và mấy bạn mê chơi bạn không có những cái triệu chứng mà bạn không có nói cho mình biết, thì người lớn mình phải là người rất là theo dõi sát sao. Ví dụ như cứ mỗi 4 tiếng là mình nên phải đo nhiệt độ cho con, hỏi con, hỏi thăm con có đang đau ở đâu không, có khó thở mệt hay không, nhìn cái cách thở của con có vấn đề gì bất thường hay không. Rồi cái thứ hai nữa, mình quan sát con ăn uống có vấn đề gì hay không. Ít nhất những cái triệu chứng đó mình phải theo dõi ít nhất là trong vòng 3 ngày đầu tiên sau khi tiêm vaccine. Và lưu ý tuyệt đối không để con ngủ một mình trong 3 ngày đầu tiên sau khi tiêm vaccine. Tại vì những cái giấc ngủ của con về tình trạng khó thở nè, những cái vấn đề khác thì chúng ta không thể theo dõi cho con ngủ riêng trong 3 ngày sau khi tiêm vaccine ha. Nếu con vào toilet hoặc vào phòng riêng quá lâu á, thì phụ huynh cũng nên theo dõi con để kiểm tra sức khỏe của con. Một ý nữa là mình không, đối với lại vaccine COVID-19 thì chúng ta nghe nhiều về vấn đề viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cấp á, thì những cái này đối với trẻ em tỷ lệ biến chứng này rất 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 là thấp sau khi tiêm vaccine, nhưng mà không phải là không có. Vì vậy mình không nên cho con tập thể dục, vận động thể lực gì nặng sau khi tiêm vaccine COVID-19. Và đây cũng là một điều mà mình cũng muốn chia sẻ với nhà trường kinh nghiệm là thường sau khi tiêm vaccine COVID-19 xong thì nhà trường nên ngưng cái buổi tập thể dục, học thể dục và vận động thể lực một tuần sau. Có nghĩa là ví dụ chúng ta tiêm thì bỏ skip hẳn một một cái giờ thể dục cái tuần đó đi, qua cái tuần sau mình hẳn cho trẻ tập thể dục, vận động thể lực lại. Tại vì khi mà mình tập thể dục, vận động thể lực nặng thì nó sẽ là một cái áp lực lên tim và nó sẽ rất là dễ cái biến chứng viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cấp. Dạ, cái này cũng là một ý mà nhà trường nên lưu ý trong khoảng thời gian sắp tới tổ chức tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Rồi, và cái cuối cùng đó là mình nên cho con ăn uống sinh hoạt bình thường, đừng kiêng cữ gì hết, không kiêng tắm, không kiêng ăn, chỉ cần kiêng ăn những cái món mà con đã từng bị dị ứng trước đó thôi. Ví dụ con bị dị ứng thịt gà thì đừng có 1 tuần tiêm vaccine xong cho con đi ăn thịt gà, no, không có. Ha, khi những món mà có những cái thích làm cho trẻ có thể hồi hộp đến chóng mặt, ví dụ như nếu mà trẻ có thói quen uống cà phê nè, trà sữa nè, nước ngọt nè, nước tăng lực nè, phụ huynh nên hạn chế những cái thức uống này trong khoảng thời gian sau khi con tiêm vaccine. Dạ, hy vọng rằng phụ huynh có còn thắc mắc gì về việc sau tiêm COVID-19 thì có thể liên lạc thêm với bác sĩ Minh để có thể chia sẻ với mọi người. Còn hai ý mà Minh muốn chia sẻ với nhà trường đó là thứ nhất là cái buổi học hoặc ngày học sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì chúng ta nên không nên cho trẻ đi học, phụ huynh theo dõi con ít nhất là một ngày. Và cái ý thứ hai nữa là chúng ta nên bỏ cái buổi học thể dục của cái tuần đó, cái tuần mà sau khi con đi tiêm vaccine xong thì chúng ta sẽ không có cái buổi giờ học thể dục đó. Dạ, đó là hai ý mà mình muốn chia sẻ với nhà trường. Cảm ơn bác sĩ Hiền Minh. Cái chủ đề này đúng là phụ huynh đang rất quan tâm đó. Và một câu hỏi tiếp theo thì phụ huynh cũng hỏi liên quan tới việc tiêm vaccine ạ. Phụ huynh hỏi rằng là có nên hay không nên tiêm vaccine khi trẻ đã bị COVID rồi? Câu hỏi này là không chỉ là trẻ em mà người lớn chúng ta cũng thường đặt câu hỏi này. Rồi, cái một điều quan trọng nhất đó là trẻ bị nhiễm COVID-19 rồi đó, thì thứ nhất là chúng ta không không hề biết được là trẻ nhiễm cái biến thể nào, biến chủng nào. Chắc chắn rồi, thường mà xét nghiệm nhanh, test nghiệm PCR thì chúng ta không có giải trình tự gen, không thể biết chính xác là con bị biến thể hay biến chủng nào hết. Thì chúng ta cũng đã biết hiện nay COVID-19 hồi xưa alpha, beta, rồi gamma, rồi delta, giờ omicron luôn rồi. Thì trong thời gian sắp tới thì mình không có biết là sẽ có những cái biến chủng nào sắp tới có nữa.
là lý do vì con có bị nhiễm COVID-19 rồi thì con vẫn có nguy cơ bị tái nhiễm trong tương lai bởi những cái biến chủng mới. Ý thứ hai nữa là con bị COVID-19 á, thì các bạn sẽ biết là cơ thể của mình sẽ sinh ra kháng thể sau khi mình nhiễm COVID. Nhưng cái kháng thể này được ghi nhận là không có tồn tại kéo dài. Ví dụ như đối với những bệnh lý khác, ví dụ như là thủy đậu đi, thậm chí là bạn đã bị thủy đậu rồi á, cái rạ rồi á, thì thôi khỏi tiêm vaccine thủy đậu, tại vì cái kháng thể đó nó tồn tại lâu lắm và nó sẽ bảo vệ con suốt đời, không cần tiêm nữa. Nhưng với vaccine COVID-19 thì bệnh COVID-19 thì không có vậy. Kháng thể được tạo ra sau khi mình bị nhiễm bệnh thì nó không kéo dài, và không kéo dài đồng nghĩa với việc chúng ta có nguy cơ tái nhiễm. Đó là hai lý do mình tiêm vaccine. Và cái ý thứ ba mà mình cần tiêm vaccine nữa, đó là đối với vaccine COVID-19 hiện nay, khi mình tiêm như vậy thì cái việc mà hệ miễn của chúng ta lại tiếp cận thêm một lần nữa với lại kháng nguyên lạ, đó là cái thành phần có trong vaccine, thì nó sẽ kích hoạt hệ miễn dịch của trẻ tốt hơn. Nếu mà chúng ta để ý có những vaccine hồi nhỏ mình tiêm cho con á, mình tiêm 5 lần luôn á mọi người. Ví dụ như vaccine 6 trong 1, những ai mà đang có con nhỏ mà độ tuổi 2 tháng á, mọi người thấy là đâu có, đâu có tiêm một lần 5 lần mũi 6 trong 1, hoặc là những vaccine viêm phổi do phế cầu mình tiêm cũng rất là nhiều, 5 lần luôn. Vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thắc mắc là vaccine phải cần được tiêm rất là nhiều lần như vậy. Vậy thì một lần bạn bị nhiễm COVID-19 chỉ giống như một lần bạn vừa được tiêm vaccine thôi. Hệ dịch của con trẻ nó đang học rất là nhiều, và vì vậy việc tiêm vaccine thêm không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con, tính an toàn gì hết, mà nó lại nhắc nhớ hệ miễn dịch thêm một lần nữa. Và vì vậy con vẫn nên tiêm vaccine COVID-19 sau khi con khỏi bệnh. Tuy nhiên hiện nay thì cái buổi họp vừa qua 31 tháng 3 với Bộ Y tế vừa qua đó, thì người ta cũng lo lắng rằng sẽ có những cái vấn đề liên quan tới hậu COVID-19 mà tiêm vaccine sớm quá thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Thì hiện nay đang thống nhất là nếu con bị nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng thì chúng ta sẽ tạm thời không tiêm vaccine cho con. Rồi nếu mà con đã bị nhiễm trên 3 tháng rồi thì mình có thể tiêm COVID-19 cho con. Đây là một cái mới mà Bộ Y tế vừa vừa hội thảo và cập nhật cái vấn đề này, thì mình sẽ phụ huynh sẽ lưu ý thêm nha. Cảm ơn bác sĩ Minh. Một câu hỏi tiếp theo ạ. Phụ huynh đặt câu hỏi cho đại diện của VAS. Câu hỏi và mời chị Thanh Hà trả lời. Phụ huynh trẻ bị trong lớp. Xin mời chị Hà. Vừa xong đường truyền nó hơi không được ổn định lắm ấy. Cô Hà nhờ cô Thu nhắc lại câu hỏi một chút. À, dạ vâng ạ. À, câu hỏi của phụ huynh thế này ạ. Việc trẻ bị mắc COVID sẽ có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập của trẻ. Vậy nhà trường đã có những hỗ trợ nào để giúp trẻ vẫn hoàn thành được bài học và theo kịp các bạn trong lớp? Cảm ơn Nghe cô kịp Thu. chưa? Cảm ơn cô Thu và cảm Dạ ơn câu hỏi của quý phụ huynh. Trước khi cô Hà đi đến với trả lời cái câu hỏi này thì cũng xin chia sẻ một số ý mà bác sĩ Hiền Minh vừa mới gửi gắm cho nhà trường trong vấn đề tổ chức tiêm vaccine. Thì ở đây thì nhà trường đã tổ chức tiêm vaccine cho các bé học sinh từ khối 7 đến khối 12, tức là các con có độ tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi theo chương trình tiêm trước đây. Thì một số cơ sở của VAS được lựa chọn là điểm tiêm chủng mà dành cho học sinh của khu vực gọi là học sinh của trường mình. Cũng có những điểm tiêm thì tùy theo từng quận mà có thể chọn ở trường khác, nhưng với cụ thể như là cơ sở 3 tháng 2 mà được lựa chọn làm điểm tiêm cho các em học sinh 3 tháng 2 thì ở đây thì phụ huynh cũng yên tâm là nhà trường đã có được cái kinh nghiệm, đã có những cái thực hành rất là kỹ càng cho cái phối hợp với lại các bên đơn vị tiêm chủng đến thực hiện tiêm cho các con và theo dõi chăm sóc các con sau khi tiêm. Và trong những cái ngày mà các con đi tiêm, nhà trường cũng đã thực hiện là các con hoàn toàn nghỉ học sau khi các con tiêm xong. Cái này thì bác sĩ Hiển Minh cũng yên tâm, cũng như các bậc phụ huynh yên tâm, và cũng hơn ai hết thì nhà trường cũng đã có được chia sẻ và được hướng dẫn cũng rất là chi tiết từ các bác sĩ cho cái việc con hạn chế tập thể lực
sau khi tiêm vaccine xong. Cho nên trong các cái phiếu dặn dò ngoài của trực tiếp các bác sĩ thì từ phía nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm cũng có những cái lời dặn dò đến trực tiếp với các bạn học sinh trong cái việc mà vì có rất là nhiều bạn là rất yêu thể dục thể thao, một ngày mà không được chơi bóng rổ hay chơi chơi đá bóng ấy giống như là trời trời sụp vậy đó. Cho nên cái này thì các thầy cô cũng đã dặn với các con rất là kỹ, nhịn nhịn một tuần, sau một tuần tập lại. Trước đây mình tập với mức độ là 10 thì mình tập lại ở mức độ từ từ rồi mới nâng dần lên để quay lại cái mức độ 10. Và hiển nhiên các cái tiết thể dục ở trường thì cái giai đoạn đó thì cũng chỉ một số khối được đến trường để học thôi. Nhưng mà nhà trường đều có lưu ý với các thầy cô giáo thể dục, thể chất của nhà trường là nếu như mà sau ngay sau khi mà các con tiêm xong thì trong vòng một tuần đó thì thay vì những cái tiết thể dục như thường nhật sẽ đổi qua thành những cái việc các con có những cái giờ chơi một cách rất là nhẹ nhàng dưới một cái hình thức khác để các con vẫn được hít thở không khí ở ngoài trời nhưng không phải là vận động đến thể lực. Và rất là cảm ơn bác sĩ Hiển Minh cho những cái nhắc nhở dành cho nhà trường ạ. Và xin đến với lại câu hỏi của quý phụ huynh thì đối với nhà trường, các như cô Hà có chia sẻ ở cái phần trình bày lúc nãy của mình thì ở đây các lớp học của nhà trường đều được trang bị các cái trang thiết bị để có giáo viên có thể kết nối đến được với tất cả những cái bạn học sinh mà không may bị F0 hay là trở thành F1 mà vẫn trong diện là phải ở nhà để cách ly, có thể bị gián đoạn cái giai đoạn đến trường để tham gia học trực tiếp tại trường, thì các con vẫn được thầy cô giáo ở trong từng tiết học kết nối đến với các con. Nếu mà sức khỏe của các con cho phép, kiểm tra với ba mẹ ở sức khỏe cho phép, ở những ngày, những giờ mà cho phép được thì các con vẫn tham gia được các tiết học. Và khi các con trở lại trường thì sẽ luôn được thầy cô đồng hành để bù đắp thêm cho các con những cái phần tiết học, cái phần kiến thức mà các con có thể bị mất do cái quá trình bệnh mà các con nặng không có tham gia được trực tiếp các cái lớp học. Còn đối với lại các trẻ mầm non thì các con thì với đặc thù còn nhỏ nên là chưa kết nối với các tiết học trực tuyến được, thì các thầy cô mầm non từ bên giáo viên của chương trình Cambridge hay là chương trình MOES thì đều hàng ngày đều thực hiện những các cái video clip để gửi về cho quý phụ huynh để mà phụ huynh có thể bật lên thực hành cùng với con với những các cái bài thực hành rất là đơn giản theo cái sức mà mẹ, ba mẹ và các con có thể làm được với nhau, giúp cho các con vẫn có thể học được thêm một phần kiến thức từ những cái việc làm thực hành trực tiếp của mình để vận động thêm chân tay, và cũng là một cái cơ hội để kết nối giữa ba mẹ và các con để các con không quên kiến thức, không quên các cái kỹ năng cho mình, đến khi trở lại trường các con có thể theo kịp lại được cùng với tất cả các bạn. Cũng như là một phần nữa đó cũng là tinh thần, khi các con thấy rằng là dịch bệnh đến với mình, bệnh đến với mình, đến và rồi bạn bệnh sẽ đi và các con vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường và vẫn được tham gia học, vẫn làm bài tập, vẫn được kết nối kiến thức và có thầy cô và bạn bè luôn ở bên. Cảm ơn phụ huynh. Cảm ơn chị Thanh Hà. Và câu trả lời vừa rồi của chị Thanh Hà cũng đã khép lại buổi workshop ngày hôm nay. Cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tham gia buổi workshop. Hy vọng những chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Hiền Minh cũng như của chị Thanh Hà có thể giúp quý phụ huynh có nhiều thông tin về chăm sóc sức khỏe gia đình mùa COVID-19, đặc biệt là những cách để tăng cường sức khỏe cho con trẻ. Quý phụ huynh nào còn có những thắc mắc cần được giải đáp, xin liên hệ theo số hotline 0911 267 755 hoặc truy cập website www.vas.edu.vn. Một lần nữa, cảm ơn quý phụ huynh. Và chúc quý anh chị có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại tại series Fast and Talk kỳ 3. Mỗi ngày, thấy con vui cười rạng rỡ đến trường, mẹ thêm tin lựa chọn của mình là đúng. Mẹ biết con chẳng phải thần đồng, nên chiến công dù nhỏ cũng đáng được trân trọng. Những khả năng vừa chớm cần sớm được nhận ra. Mẹ chọn VAS, nơi mọi cố gắng của con sẽ luôn được khuyến khích. Mọi nỗ lực sẽ luôn được công nhận, và con
có thể tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân từng ngày. Mọi người.